ngày 27 tháng 3, chân phước Francisco Fabrino linh mục. Ngài sinh năm 1825, mất năm 1888. Francisco sinh trưởng trong một gia đình quý tộc tại Bắc Ý, là con út trong 12 người con. Ngài sống trong thời gian rất hỗn loạn của lịch sử, khi những tình cảm chống công giáo và chống giáo hoàng rất dữ dội. Sau khi được đào tạo làm sĩ quan quân đội, Francisco được vua Victor Emmanuel thứ hai chú ý. Nhà vua ấn tượng với cá tính và sức học của chàng thanh niên này. Được nhà vua mời dạy kèm cho hai hoàng tử, Francisco đồng ý và chuẩn bị học thêm. Như với vai trò của giáo hội trong việc gia đình là điều khó đối với nhiều người, nhà vua phải rút lời đề nghị với Francisco và tìm gia sư khác thích hợp hơn với tình trạng thế tục. Francisco sớm từ giã đời quân ngũ và theo học tiến sĩ ở Paris về toán học và thiên văn học. Ngài cũng tỏ ra quan tâm nhiều về tôn giáo và lối sống khổ hạnh. Dù đã dành tâm huyết theo học chuyên ngành, Francisco vẫn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động bác ái. Ngài lập hội thánh Zita cho các cô gái và gia nhân nữ, sau đó mở rộng cho cả các bà mẹ đơn thân. Ngài giúp mở nhà tế bần và viện dưỡng lão. Ngài còn giám sát việc xây dựng một nhà thờ ở Turin để tưởng nhớ các chiến sĩ trận vong Ý trong cuộc chiến thống nhất nước Ý. Ước muốn dành tâm huyết cho người nghèo, Francisco học làm linh mục. Lúc đầu, Ngài được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 ủng hộ, nhưng bị Tổng Giám mục Giáo phận phản đối vì Ngài đi tu trễ. Nhưng cuối cùng, Ngài vẫn được thụ phong linh mục lúc 51 tuổi. Là linh mục, Ngài tiếp tục làm việc tốt, chia sẻ của cải và sức lực. Ngài còn mở một nhà tập thể cho các chị em làm gái làng chơi. Ngài qua đời tại Turin ngày 27 tháng 3 năm 1888. Và 100 năm sau, Ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai tuyên chân phước năm 1988.